on vacation. Đi đâu đây? Dạ. Đi đâu đây? Anh làm em hoang mang quá vậy, em đi lên lấy xe của em chứ đi đâu nữa. Em kiếm ai? Em kiếm anh. Anh nào? Anh Xuân Hoàng. Ôi dạ. Xuân Hoàng. Ôi, em Xuân Hoàng dễ sợ luôn. Diễn dễ sợ luôn. Ngày xưa là ông không bán mạc là ông đi làm diễn viên đó mọi người. Thiệt luôn á. Bạn nghe nói Trâm là diễn viên chỉ là nghề phụ, nghề chính của em bán hàng online phải không? Đúng không Trâm? Song song với nhau. À vậy hả? Dạ. Sao Trâm chỉ cảm nghĩ khi mà em lựa chọn cái C300? Trâm cái cảm nghĩ tại sao lại lựa chọn C300? Tại sao lại lựa chọn Mercedes? Tại vì nói chung là thích mẹt lâu rồi, với lại cái dòng C300 thì nó rất là thể thao và cái màu đỏ của nó cũng rất là đẹp. So với những cái dòng xe khác thì cái màu đỏ nó bật hẳn hơn, và em thích cái dòng xe của nó thể thao, và đặc biệt là option của nó là full luôn. Cho nên là bây giờ em mua về là thường là sẽ không cần độ cái gì nữa hết. Thường là em mua những cái xe khác, em những chiếc xe trước của em là toàn em độ lung tung hết, còn bây giờ chiếc này là về là chạy thôi, không cần độ nữa. Với lại mình thích thì mình mua. Anh có nghe đồn. Nghe đồn là Trâm có buôn bán rồi kia, đúng không? Dạ. Và chỉ trong vòng 2 năm rồi đúng không? Là đã mua được xe đúng không? Em có thể chia sẻ cái đó với mọi người không? Thật ra thì buôn bán là một phần thôi, còn lại vẫn là tiền đi phim, rồi tiền em kiếm từ những cái hợp đồng quảng cáo này nọ nữa. Nên nói chung là em thích làm nhiều việc, và buôn bán và kinh doanh rồi thì nọ cũng lâm hết, có kinh doanh cả spa nữa, cho nên là mình kiếm được nhiều nguồn thu nhập. Cho nên là khi mà mình quyết định mình mua mẹt rồi thì mình sẽ mua thôi. À, tại vì anh thấy là do là như là em là giống như là đại diện cho cái thế hệ mà 9X rất là năng động. Như đối với anh, đối với những cái khách hàng anh gặp hàng ngày thì anh rất là để những cái bạn giống như em khi mà tự chủ được cái, tất cả những cái thu nhập. Và khi tại ở Việt Nam mình mà khi mình lựa chọn cái Mercedes, nó cũng là một cái gần như là một cái tài sản là quý giá, chứ nó không đơn thuần chỉ là một cái phương tiện. Thành ra là chúc mừng em gia nhập câu lạc bộ Mercedes với anh. Bây giờ thì là anh có một cái buổi lễ bàn giao xe, em đợi anh 2 phút anh chuẩn bị nha. Mời 2 phút thôi hả, nhanh dữ vậy. Ok, thì em kết đi nha. Dạ. Đây là giấy tờ xe. Nhưng mà mình phải đi lấy nữa. À, có cả bảo hiểm luôn rồi nè. Giấy hẹn. Mọi người có muốn biết biển số của Trâm là số nào không? Chờ xíu nha, một hồi nữa kéo cái rèm kia xuống là sẽ biết được biển số xe của Trâm. Đẹp lắm. Cái nhỉ? Cái này là anh cua một chai champagne. Thôi thì là hy vọng là em với người bạn mới của em sẽ là những người bạn tốt của nhau. Dạ. Chúc cho em có một cái những cái gọi là những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng những người bạn của em. Anh giống. Ủa
Lấy toàn nha, lấy toàn cho Đức. Ok. Chưa, lại đại Đức, đại Đức. Tấm hình thế nè, chậm ở đây nè, rất là chậm cái cảnh đấy đó. Mấy trăm này cực kỳ may mắn nha, cho anh tiết lộ với mọi người biển số của em luôn nha, chơi luôn nha, cực kỳ là may mắn và ngẫu nhiên luôn. Đây nè, nghe chưa, 51G99889, trời ơi, một con số khá đẹp luôn mọi người. Ok, để anh tập đây là cho. Cái hôm mà em đang quay game show á, thì được tin là cái biển số này nè, em nói anh hả, em đang quay luôn, mà có nghĩa là em nhảy cẩn lên luôn, em không cần biết là em đang quay nữa. Sao mọi người bảo trời em bị khùng quá trăm cái giả không, em xin lỗi mọi người nha, tại biển số đẹp quá em vui. Tại vì cái xác suất mà để được một cái số đẹp thì thực sự nó rất là khó, tại vì bấm ngẫu nhiên mà. Nói chung là em quá may mắn, chúc mừng em một lần nữa. Trời ơi, được rồi, cho nó lên nè, chia sẻ vững. Ơi, cảm ơn anh nhiều nha, tại vì hôm nay anh làm cho em nhiều bất ngờ như vậy, thật sự là em vui quá, tại vì những cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực và cái điều mà nói chung là một cái gọi là những gì mà mình đã cố gắng để mình có được, mình mua được từ chính cái sức lực của mình á, bằng cái bàn tay của mình á, mọi hạnh phúc quá. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Anh Hân Thành, anh và Mercedes sẽ Hân Thành đồng hành cùng em. Hy vọng là Mercedes đến cho em rất là nhiều cái thăng hoa trong cuộc sống, như là trong công việc, trong đời em rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cắm ba chiếc xe của mình. Trời ơi, xin cảm ơn mình em nha. Dạ. Ở đây bên, ở đây là quà, ở đây là hướng gió nè. Hướng gió thì nó độc lập, nó chia ra khác nhau, giống như ở đây nó đang vẽ đây nè, hướng gió trước mặt. Hướng gió này hướng gió ô tô. Ừ. Chỉnh hướng gió hai bên đây, em nhìn thấy không? Đấy. Cái này thì nó cũng đơn giản, này quạt thì xài chung nè. Thì mỗi lần mà em vô xe, em bật ô tô cho nó mát, sau đó là em chỉnh nhiệt độ xuống, nhưng mà lúc khi em bật ô tô là gió nó sẽ ra hết khắp xe. Thì là nó sẽ ra từ đây luôn. Nên khi em đi trời nó hơi mưa thì nó sẽ bị động sương mù ở kiến. Thì lúc đó là em nên chỉnh cái hướng gió là trước mặt thôi nè, em nhìn nè. Thấy không? Rồi. Ok, đã xong. Là chỉnh lúc này thôi đúng không? Đúng rồi. AC là máy lạnh. Ừ. Xe mình là xe Mercedes, luôn luôn nó lấy gió ở bên ngoài để nó đảm bảo oxy trong xe. Thành ra khi nó, thiệt ra nó tới 3 lớp lọc lực. Em ít khi nào nó có mùi hôi lắm, nhưng mà là em có thể lấy cái gió trong nếu mà nó hôi quá. Nhưng 15 phút sau nó sẽ tự động lấy gió ngoài lại. Okay. Nó tự động tắt luôn, nó lấy ra ngoài cho mình đúng không? Đúng rồi, nó luôn luôn là vậy. Xe mình thì có Apple CarPlay ở đây, nó sẽ xài cái Apple CarPlay. Xe nó sẽ cho em hai cổng cáp, xài không dây thì nằm đây, hay lát nữa anh sẽ đưa cho em cổng cáp. Đây là Media, em bấm nút Media. Em bấm Media đây thì nó sẽ nằm đây, em có thể điều khiển, em kéo ô chuột qua đây nè, em kéo thử đi. Nó có hai cách, một là em xài cái touch smart này, hai là em xài cái cục này, nó cục này cục đa chiều thì nó có chữ nguồn Media này, bấm vô thử nè. Đó, đúng rồi, thì nó có Bluetooth audio, hai cái thẻ nhớ, hoặc là tích em vặn xuống, hoặc là em kéo xuống cũng được, hoặc là em vặn xuống cũng được đó. Thì chưa có thiết bị nào hết. Ở đây hôm nay nó có hai cái USB đây này, nó tượng trưng cho hai cái này. Cổng này là tượng trưng cho cổng này Apple CarPlay, thẻ nhớ ở trong đây có luôn, thẻ nhớ ở đây, khe này luôn, chịu khó luôn.
bây giờ em có thể connect Bluetooth audio vô cái xe của em, vô máy của em thử nè, máy em đâu? Máy em đang ấy rồi. Đang quay rồi đúng không? Ừ. Ok vậy. Máy đang quay rồi. Đó, đó là Bluetooth audio, lát nữa kết nối thử. Ừ. Thì bây giờ khi mà em muốn kết nối thì em kéo nó qua bên đây nè. Thử đi, kéo thử qua coi. Không. Ồ, chạm đây. Từ bên đây hả? Đúng rồi, ừ, không, để đây. Lên rồi kéo nhẹ qua, kéo cái con chuột qua. Đây này nó không kéo nha, kéo chứ không phải là vặn, ừ, kéo là đẩy ngang luôn. Đó. Trời ơi. Kết nối thêm thiết bị. Rồi, ok em hiểu rồi. Rồi, nó khi nó phim à, ra chiều. Này là cứ kéo qua kéo lại đúng không? Rồi, ồ trời, kéo được luôn hả? Tưởng vặn không chứ. Đúng rồi. Luôn á. Thì cái xe này nó hay nhất là cái chế độ tự gia, lát nữa ra ngoài anh sẽ hướng dẫn cho em. Ừ, kiếm lỗ tự gia, và thứ hai là chế độ lái đã nằm ở chữ Dynamic này. Ừ. Bây giờ anh sẽ hiện chỉ cho em cái trên cái vô lăng trước. Bây giờ em thấy cái nút ngôi nhà không? Đấy. Bấm vô ngôi nhà đi. Rồi, vô ngôi nhà. Là nó sẽ cho em lựa cái hiển thị trên đó. Em muốn hiển thị cái gì thì nó sẽ hiển thị cái đó. Bây giờ em kéo cái chuột nó về bên phải. Bên phải. Cái này hả? Ờ, bên phải. Không, con chuột cảm ứng. Đây. Cái phím cảm ứng này là em kéo về bên phải. Đây, đây. À. Ờ. Không, không, cảm ứng. Đây, em bấm vô ngôi nhà ha. Kéo nó về bên phải. Rồi, ok, chuột này đúng không? Đúng rồi, kéo nó về. Vuốt bên phải. Đó, kiểu. Đó rồi. Là kiểu đồng hồ. Bấm vô kiểu đi. Chọn cái cấp tiếng cho nó đẹp. À, bước xuống nè, truyền thống nè, cấp tiếng nè. Đúng rồi. Lên. Đó, oh. Rồi, đẹp hơn. Ha. Rồi. Em muốn thoát ra thì nó có cái back. Đây. Đúng rồi. Bây giờ em muốn nó hiển thị cái gì thì nó sẽ hiển thị. Ví dụ em chọn qua bên trái lại, em cho nó hiển thị là hành trình đi. Bấm vô chữ hành trình. Rồi. Rồi, nó hiển thị, đẩy nút vuốt lên nó sẽ thay đổi. Đó, cái này rồi. Với cái mức xăng này mình chỉ đi được thêm 40 km nữa thôi. Em vuốt lên cái nữa đi. Em vuốt lên cái nữa, vuốt lên cái nữa. Vuốt đó thì là xe mình đã đi được 29 cây số là đi đăng kiểm ha. Rồi, ok. Vuốt lên cái nữa. Vuốt cái nữa. Đó, người ta mở cốp là ta báo liền. Ừ. Thấy không? Đó. Đây rồi. Là chế độ lái nằm đây nè. Khi mà em thay đổi chế độ lái, em tăng lên thì nó có 5 chế độ cho mình. Sport cộng. Sport cộng. Thì khi em thay đổi ra đây là phụ nó cứng mềm, động cơ nó khác, vô lăng nó khác luôn. Vô lăng lúc này nó cứng luôn. Thì bình thường em đi trong thành phố là em chọn comfort là thoải mái, vô lăng nó nhẹ nhàng, phụ nó êm ái. Ha. Rồi, ok. Rồi sao lái nó xử để hiển thị này hơi xấu. Thì này đẹp hơn. Rồi. Đồng hồ dòng tua. Vô lăng à, chỉnh vô lăng ra vô, em sợ cái cần sát vô ở bên trong luôn. Dưới luôn, dưới cần đó luôn, còn cái cần nhỏ nữa. Đây. Rồi, kéo ra kéo vô thử coi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lên xuống ra vô. Lên xuống ra vô luôn. Em chỉnh cho vừa. Đây là chỉnh yên nè, em chỉnh cho nó vừa. Rồi, ok đi. Ok. Đây. Em chỉnh ghế cho nó vừa em đi. Thấy không? Ghế chỉnh đây nè, ghế chỉnh đây. Hết rồi hả? Giờ là hết cỡ rồi. Rồi đó, cỡ này đi rồi. Ngồi thấp vậy luôn hả? Em đang chưa, đang mới cái chỉnh này thôi. Chỉnh ghế đi, em chỉnh ghế trước xong rồi mới tới vô lăng. Đúng rồi, em chỉnh ghế trước rồi mới tới vô lăng. Đây nè, nâng lần sau nè, nâng lần sau, nâng cái đùi lần trước. Em muốn nâng cái nào? Đây, em đang nâng cho nó cao lên. Đúng rồi. Rồi. Không, cao rồi. Chưa nữa không? Rồi, đang chơi. Rồi, rồi, ok. Chỉnh okay. Hai kính chiếu hậu. Hai kính chiếu hậu. Muốn chỉnh cái nào thì bấm không? Vô bên đó. Không, muốn chỉnh cái nào thì bấm vô bên đó. Ví dụ muốn bấm vô bên phải thì bấm vô bên phải đi. Đây. Bên phải trước. Rồi, ok, chỉnh bên phải. À. Rồi, em biết rồi. Rồi, bấm vô bên trái, chỉnh bên trái. Rồi. Bấm qua bên trái là chỉnh bên trái. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, xong xuôi hết. Vô lăng xong xuôi hết chưa? Ừ, xong. Sau em bấm M, M, M ở đây. M. Đúng rồi. Rồi. Xong rồi bấm số 1. Nó kêu cái tiếp. Ngày mai mốt ai cứ chỉnh xe của em xong xuôi hết, em vô xe em chỉ cần bấm số 1 thì nó về đúng cái vị trí này cho em. À, có nghĩa là bây giờ có ai mượn xe của mình đi chỉnh theo của họ xong rồi mình chỉ việc bấm số 1 rồi nó về vị trí của mình. Đúng rồi. Rồi, ok. Đúng rồi. Em cài số dê thử nè, em đạp thắng em cài số dê thử nè. Rồi. Rồi, cài số dê thử. Đây, cần số nằm đây, đẩy lên hết. Rồi, xe rồi, mình rồi. Đây là có camera 360. Đúng rồi. Có thể hiện hết. Và trong trường hợp em muốn, bây giờ em muốn nhìn coi là cái đầu xe bên phải của em nó có gì không. Ừ. Thì mình có thể chỉnh ở đây được nè, mình vặn lên đây. Đây mình nhìn đây, hai cái bánh trước đây. Ừ. Đây là ai đang đứng đây nè. Rồi. Thấy không? Đó. Đấy, rồi. Bánh bên này nè, đó, mình có thể chỉnh được. Còn mình muốn chỉnh cái đầu xe thấp xuống để nhìn hết cái cảnh toàn đằng trước cũng được luôn. Cái đầu xe không bự thiết bự luôn cũng được luôn. Đây là đằng trước của mình nè, thấy không? Ừ. Rồi em vô số này. Rồi em muốn về B là em bấm này luôn, cái là em về B. Về B là đậu rồi. Đúng rồi.
xe mình nó có chức năng là chân ga tự động với giới hạn tốc độ, thì là khi mà em ra đường á, thì lúc đó anh sẽ hướng dẫn cho em nó dễ hơn. Ừ. Bây giờ mình kiếm cái lỗ nào mình chạy thử không ta? Kiếm cái lỗ này chạy thử, à dê vô thử á hả? Đúng rồi. À. Đây anh kiếm cho em một lỗ để anh thử nha, anh chúc. Rồi. Trời ơi, cái xe này nhiều option á, đã quá à. Nhiều đồ chơi á, sẵn luôn rồi. Trời ơi, đẹp quá. Này buổi tối rất là đẹp luôn nha. Đây, bật đèn ở đâu đây? Đó, nguyên dàn đèn đẹp ghê chưa? Rồi, tắt đèn. À, cái này có cửa sổ trời nữa hả? Đâu để mình mở thử coi. Đó, rồi nhấn nút nào đây, được đây. Ôi. Cái này trời đang mưa mà ra cửa sổ trời là coi như là ướt xe bên trong luôn á. Thôi mình dặn lại cho chắc đi nha, mình ra ngoài để mà mình thử là thôi cho chạy thử ra ngoài luôn nha em á hả? Ok chắc rồi, tôi phải cởi giày cao gót ra mọi người ơi, mang giày cao gót là không được chạy xe nghe chưa, chạy xe mang giày cao gót rất là nguy hiểm. Rồi nhớ đeo xích beo vô nha. Đó, mình nâng cái xe lên cao một tí. Rồi VN. Ủa, thắng ở đâu vậy? Thắng tay đâu vậy? Chị gạt xuống là tự động có tắt thắng tay. Gạt xuống chữ D. Gạt mạnh xuống. Rồi. Sao chưa được? Đó, thả ra là nó đi. Cảm giác đã quá. Mấy tháng này, 2 tháng này không lái xe rồi. Ok, giờ thử nè. À, bây giờ thử đầu đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ tự dê cho mình luôn hả? Rồi bây giờ em chạy đi nè, thử nè. Khi mà em muốn dê đúng không? Thì mình chạy chậm dưới 30 km/h. Rồi. Mình sẽ bật cái nút này để anh chạy cho em. Bật cái nút này. Ừ. Nút chữ B ha. Bật cái đây thì nó hiện lên đây. Sau khi nó hiện cái hình này là xe nó đang quét rồi, em chạy thẳng đi. Em chạy đi, xe nó đang quét nè ha, thấy nó, ừ. Nó báo là nó đang quét nè. Rồi, nó đang tìm cái lỗ đúng không? Thấy được cái lỗ rồi nè, mà lỗ này mình không vô, mình sẽ vô cái lỗ này. À. Bây giờ em chạy qua từ từ thôi, từ từ tiếp đi qua luôn, qua cái lỗ này luôn. Qua cái lỗ này luôn, từ từ thôi. Rồi, nó thấy rồi nè. Đó là chữ B là thắng lại. Thấy không? Là nó sẽ xác nhận để đưa xe vào lỗ đó. À, em bấm vô cái, bấm nút quốc tê cái. Ok. Rồi. Nó kêu em là cài số N. Rồi, về sớm rồi. Rồi, ra thắng thôi, bỏ tay ra. Em ra thắng thôi phải không? Đúng rồi, ra cho vui thôi chứ đúng ra không cần ra. À, cho nó tự động kia. Anh ơi, có mang ngoài cái xe khác không? Không. À, ghê vậy? Cho nó tự dê vô kìa. Ui, xuất sắc gì? Rồi sao nữa? Không, để nó ra đi em. Trời ơi, ghê vậy? Làm sao nó tự ấy? Trời, Tâm không hề điều khiển nha mọi người. Cái xe nó tự làm đó nha. À, mình chỉ ra thắng cho vui vậy thôi chứ em thấy cái thắng nó cũng đang hoạt động luôn á anh. Đúng rồi. Mình ra thắng cho vui thôi đúng không? Để mình nhiều khi mình ngại gì đó thôi. Ờ. À, vậy là nói chung là mình này nó sẽ giúp mình trong cái việc mà đậu xe. Đúng rồi. Wow, hay quá ha. Đây có camera luôn nè. Đúng rồi. Nó đang cho mình thấy luôn là nó đi vô luôn. Đúng rồi. Tôi cứ tự làm nè, tôi có làm gì đâu. Trời ơi, xong chưa, nó đang canh cho thẳng. À, còn canh cho thẳng nữa hả? Chú đáo quá ha. Ok, bây giờ em mở cửa ra đi, mình ra ngoài mình coi xe thẳng không. Rồi, bây giờ mở cửa ra, nó à nó về B rồi. Rồi, coi thử xe thẳng không. Nó đi vô đất luôn rồi. Thử nè. Xi nhan bên phải. Rồi em đặt thắng em vô số D giùm anh thử coi. D. Bây giờ D1 rồi. Ok, giờ thôi tắt đi.
Cứ nhấn nút này là về B đúng không anh? Đúng rồi, về B. Giờ em ra được không? Được. Sao vậy? Không, anh hỏi như vui vậy. Sao vậy? Mình cứ nhích nhích từ từ thôi. Ok. Rồi anh ra, anh hướng dẫn cho em ra. Rồi bây giờ mình sẽ về kia. Đi thôi. Mình phải cẩn thận nha mọi người. Bình thường là Trâm lái xe Trâm ẩu lắm á. Trâm là chùm đua luôn á. Nhưng mà với chiếc này thì mình phải cẩn thận à. Cho nên là mình cứ từ từ cho nó chắc ha. Được một cái là camera ở đây nó rất là ok luôn nè. À, nó vừa thấy cho mình rõ mà nó vừa thấy được cái khoảng cách này, mình canh rất là dễ luôn. Lúc trước á Trâm đi những xe khác thì camera nó chỉ có một cái này thôi và mình cái độ canh của mình rất là khó. Nhưng mà so với cái này thì rất là ok. Dính người, dính người. Ủa đang thử thách tôi lái xe hay gì vậy trời? Ủa giờ vậy đâu nữa? Ủa giờ đâu vậy anh? Đi đâu hả? À rồi ok. Giống như bữa nay đi thi lái xe vậy đó. Chết là trông rồi. Cái đó là anh hướng dẫn cho em cơ bản thôi. Ừ. Bây giờ em nên chạy cái gì không biết em hỏi anh, lúc đó em mới nhớ. Ừ. Hả? Anh hướng dẫn cho em sơ sơ cơ bản thôi. Tại vì em bây giờ Trâm có bận gì không? Dạ không. Em không bận gì phải không? Vô trong ngồi chơi chút xíu nha. Tại vì đợi 1 giờ bên kia họ qua họ test xe trước khi giao cho em. Rồi họ mới giao đồ cho mình. Mời mấy anh xuống nha, mấy anh là mấy người đầu tiên ngồi lên xe em rửa xe đó nha. Xin cái chìa khóa xe của xe mẹ nha. Đẹp chứ mọi người. Rất là sang luôn đúng không? Phải nói là hồi nãy lúc mà anh Hoàng làm những cái đó cho mình đó thì mình cảm giác rất là xúc động. Tại vì Trâm nghĩ là Trâm đã phải đợi chiếc xe này rất là lâu rồi và mình cũng đã nỗ lực rất là nhiều để mà mình có thể cày rồi mình kiếm tiền rồi dành dụm để mình mua một chiếc xe mà gọi là chiếc xe mơ ước của mình. Trâm thì con gái nhưng mà không có mê túi hiệu hay là đồ hiệu hay cái là gì mà Trâm lại mê xe mới chết chứ. Thì chiếc xe này là chiếc xe thứ ba mà Trâm đã đổi rồi. Chiếc đầu tiên Trâm đi là Kia Rio, xong rồi Trâm đi chiếc Mazda 3. Và đây là cái chiếc mà Trâm quyết định sẽ gắn bó lâu dài với nó, đó là Mercedes 300. Thì khi mà lên coi xe thì từ dòng E tới dòng C này nọ thì mình biết được là cái túi tiền của mình nó nằm ở đâu. Nên là Trâm quyết định là Trâm chọn cái dòng C. Dòng E thì nó cũng đẹp, nó cũng mắc hơn chiếc này cũng khá nhiều. Nhưng mà dòng E thì Trâm thấy nó hơi già và nó không có phù hợp với lại cái độ tuổi của Trâm. Trâm thì Trâm thích dòng xe nó thể thao, nó khỏe khoắn và nó kiểu cá tính một xíu á. Thì C300 là một cái sự lựa chọn mà Trâm nghĩ là Trâm thấy phù hợp nhất và nó phù hợp với túi tiền của mình nữa. Trâm quyết định mua luôn. Đó là một trong phải nói là bao nhiêu cái công sức của mình mong chờ là cái ngày mình nhận xe nhiều lắm luôn á. Bữa giờ là mất ăn mất ngủ, đặc biệt là hôm qua không ngủ được, mọi người tin không? Nghĩ là hôm nay đi nhận xe hồi hộp quá, không biết là mình chờ cái xe của mình như thế nào. Rồi chưa hết đâu nha, cái biển số, đi ra cái biển số đi, xin nói về cái biển số cho mọi người nghe. Đây biển số mọi người
rồi, mà cái biển số may mắn nữa. Trâm phải nói là năm nay là một năm khá may mắn với mình, khi mà cái biển số kia mình bấm á, mình bấm vô tình thôi mà lại ra được một cái biển số như vậy là khá đẹp đúng không? Thì Trâm cái này là cửu cửu phát phát cửu, có nghĩa là phát phát mãi không dừng lại đó. Thế ra là khi mà đọc được cái biển số này rồi, trời ơi vui quá trời. Nhưng có vài bạn á ở trên Facebook á nói Trâm là bỏ tiền ra mua cái biển số, Trâm nói thiệt luôn nha, cái số tiền mà bỏ ra mua cái biển số này chưa chắc đã mua được, tại vì này là mình bấm ngẫu nhiên mà, rồi mà bỏ tiền ra chưa chắc đã mua được nữa. Mà Trâm thì cũng không có dạy gì mà Trâm lại đi á hả, bỏ tiền ra đi mua biển số thiệt luôn. Cái tiền đó là chắc Trâm gửi về quê Trâm lo cho mẹ cho em, Trâm còn sướng hơn là tiền đi bỏ mua biển số, tại vì đó trong cái biển số nó quan trọng. Nhưng mà may mắn nha, may mắn lại ra được một biển số đẹp như thế này, cho nên là chiếc xe này gọi là chiếc xe may mắn của Trâm, Trâm sẽ trân trọng nó. Trời ơi đây, mọi người thấy không, lúc đầu mà Trâm mua xe thì Trâm rất là thích cái bộ đèn của nó nha. Đây bộ đèn của nó nè, và đặc biệt là cái mâm xe đây, năm chấu này rất là đẹp. Cái mâm này á, khi mà mình đậu á, thì mình thấy nó sẽ không đẹp, nhưng mà khi mà chạy nha, Trâm thấy rồi, khi mà mình chạy thì nó sẽ rất là đẹp luôn, cái vòng xoay của nó rất là đẹp đó. Và mọi người biết tại sao mà Trâm chọn chiếc xe màu đỏ không? Tại vì Trâm là mạng thổ và hợp với phong thủy á, là quả sinh thổ, cho nên là Trâm quyết định chọn màu đỏ. Tại vì chiếc màu trắng Trâm đã từng đi rồi, không may mắn cho lắm, có bị va quẹt hoài à. Còn chiếc này thì đẹp quá rồi. Dòng xe mẹ đó, mấy cái đèn của nó đẹp quá mọi người ơi, đèn rất là đẹp. Trời ơi nhìn cái biển số ngồi thì cũng á, nhìn cái biển số tính là đi lên. Thì nội thất ở bên trong thì đã là full option rồi, cho nên là không cần phải đổ cái gì nữa hết. Trâm chỉ cần làm lót thêm sàn nè. Cái này thì Trâm đã cho nói anh Hoàng á, phủ keramic cho Trâm rồi. Thì mình phủ cái lớp này, thứ nhất là nó bảo vệ xe, thứ hai là nó làm cho bóng cái xe hơn. Thì đi ngoài đường chắc chắn là cái xe mà nó bóng loáng, nó sạch sẽ thì chắc chắn là ai cũng sẽ rất là thích. Rồi về cái gì ta, về độ xe thì Trâm đang nghiên cứu. Tại vì Trâm thấy cái xe của mình nó còn mới quá, cho nên là Trâm chưa có muốn độ gì hết. Chứ thật sự là Trâm không thích cái này, Trâm thì Trâm không thích cái này. Tại vì cái này nó nhìn nó cứ nhựa nhựa ra, kiểu như Trâm không thích nó, mà Trâm muốn độ lại cái phần đầu này ha. Nhưng mà mình để mình đi vài hôm hả, tại vì xe mới mà mình độ thì uổng quá. Với lại cái đuôi xe Trâm sẽ độ lại cho cái bô của nó đẹp hơn mà nó ngầu hơn nữa. Nói chung là dòng xe này là mình không cần phải độ nhiều, tại vì nó đã full option, nó đẹp rồi, cho nên là chỉ cần làm nhẹ nhẹ vài cái thôi. Rồi Trâm sẽ nói chung là sẽ độ theo đúng cái cá tính của mình. Trâm còn đang tính nói anh Hoàng á, thì Trâm rất là thích cái mâm nha, cái mâm nó đẹp rồi. Và Trâm đang định muốn á là tại vì là buổi trắng, màu trắng á, buổi tối á, thì nó chạy á, nó sẽ phát sáng, buổi tối thì nó sẽ phát sáng. Còn Trâm muốn là làm một cái viền ngồi đây là màu đỏ để cho nó đi theo cùng với là cái xe luôn. Còn những cái viền này thì mình vẫn để, nhưng mà cái viền này Trâm muốn là để cho anh Hoàng anh làm cho Trâm dán thêm một cái viền màu đỏ nữa đó. Rồi đầu xe thì sẽ có chữ ký của tôi. Ủa bữa trước tôi biểu lấy chữ ký của tôi này sao ông chưa làm nữa, tôi vô tôi hỏi tội ông mới được. Cái đầu xe kìa. Thiếu cái gì? Ủa gì kỳ, trời ơi, kỳ ghê luôn á, hứa hẹn đủ điều nè, mọi người thấy không? Khi giao xe thì không đúng như vậy. Không, cái đầu gì? Em quá buồn anh luôn, cái đầu của em đâu? À, cái chữ ký. Có rồi, đang bảo bình ra. Tự nhiên có rồi, qua bên anh dán ngày hôm nay giao xe giao luôn cho em chứ. Ông hứa hẹn đó. Mình sẽ độ tiếp.